Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Ngày hôm qua, ngày hôm nay có rất nhiều các trang mạng xã hội chia sẻ những một cái đoạn cốt nó giống như thế này. Thì các anh em đó P-Network hí hửng cho rằng đây sẽ là cái đoạn cốt mainnet mở của đám P-Network. Tuy nhiên thì các bạn có lẽ cần bình tĩnh lại chứ không nên quá lâu nóng. Thì để biết được rằng cái dự án P-Network này đã có cái đoạn cốt mainnet mở hay chưa, thì xin thưa các bạn có thể vào cái trang CoinMarketCap này này. Đó, mình lấy ví dụ với một cái đồng coin, ví dụ như là Bitcoin hả. Đây, để chỉ cho các bạn xem đâu là cái chỗ mà nó có cái suất cốt của dự án ở đây. Các bạn, đây là coin Bitcoin nhá. Các bạn vào mục suất cốt ở đây này. Đấy, tất cả những thông tin gì của một cái dự án mà nó lên mainnet mở, nó đều thể hiện ở trên trang CoinMarketCap này hết. Đó, một trang rất là uy tín. Đấy, đường dẫn này, những cái trình duyệt để khám phá khối này, đấy, sụt cốt này, sách trắng này, tất cả đều ở đây. Thì mình vừa mới kích vào sụt cốt của coin Bitcoin thì các bạn sẽ thấy được cái mã nguồn mở của Bitcoin nó sẽ nằm ở trên trang là GitHub. Đó, nó sẽ nằm ở đây. Thế tuy nhiên thì P-Network chắc chắn là chưa thể có mặt ở trên cái sàn CoinMarket này rồi, do đó là chưa có một cái đoạn open swap nào của dự án P-Network mà được cho là của mainnet mở dự án P-Network các bạn nhé. Còn cái này nó là cái gì thì chúng ta cần phải bình tĩnh, bởi vì đây chính là một cái đoạn thể hiện đây là cái giao thức 18 hay còn gọi là protocol 18. Thì cái giao thức này nó có ý nghĩa gì? Đó là giao thức tăng cường đường dẫn thanh toán của P-Network trong AMM. Thì AMM là viết tắt của Automated Market Maker, là công cụ tạo lập thị trường tự động. Đây là cái phương thức giao dịch sử dụng thuật toán để tính toán giá token ngay tại thời điểm mua. Đó, nó chỉ là một cái nhánh nhỏ trong cái sụp cốt của P-Network mà thôi, chứ nó không phải là Open Mainnet như mọi người từng nhầm tưởng. Thì mình nhân tiện thì mình cũng nói về cái giao thức 18 này. Cái giao thức 18 hay protocol 18 tăng sức mạnh cho cái tính toán thanh toán đường dẫn của Pi bằng cách làm cho các đường dẫn dễ tìm hơn thông qua hỗ trợ số lượng lớn hơn và bằng cách đạt được tỷ giá hối đoái đáng tin cậy. Nó tóm lại là làm cho chúng có tính thanh khoản cao hơn. Đó. Giao thức 18 này sẽ triển khai CAP 38 có tiêu đề phù hợp với cái AMM, nhà tạo lập thị trường tự động. AMM thì đã trở nên nổi tiếng nhờ Uniswap vào năm 2018. Bản nâng cấp này sẽ biến Pi trở thành chuỗi khối L1 đầu tiên tích hợp trực tiếp các cái khả năng của AMM vào giao thức của nó. Do đó, hiệu suất, độ tin cậy và các cái tính năng độc đáo của mạng Pi sẽ đi cùng với nó. Thì hứa hẹn mạng Pi Network sẽ là một cái mạng có cái tốc độ thanh toán cực là nhanh và cái khả năng xử lý thanh toán cũng cực là khủng nhờ cái lượng Pi node lớn nhất trên cái thị trường, trên cái bản đồ coin, bản đồ tiền điện tử đến bây giờ. Thì các bạn cứ bình tĩnh nhé, chưa có mainnet mở đâu, chúng ta đừng vội mong chờ Pi mainnet mở sớm làm gì. Để chờ hệ sinh thái nó phát triển thì lúc đấy anh em chúng ta có Pi và có hệ sinh thái, lúc đấy tiêu pha thoải mái các bạn ạ. Thế còn đây thì chỉ là một nhánh nhỏ thôi, chưa liên quan gì đến Open Mainnet đâu. Rồi, ok, kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dự án P-Network để gửi đến quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.